nhằm xây dựng và củng cố tinh thần giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan báo chí, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể thân hương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đại diện báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ tiếp tục tổ chức giải bóng đá các cơ quan báo chí khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2020, Red Cup đồng bằng sông Cửu Long 2020. Trong tháng 10, tại cụm sân khu liên hợp thể dục thể thao thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra giải bóng đá các cơ quan báo chí đồng bằng sông Cửu Long, Red Cup đồng bằng sông Cửu Long 2020. Giải đấu quy tụ 10 đội bóng đá tham gia tranh tài. Đội du lịch sẽ cùng 7 đội khác đến từ các khu vực miền Bắc, miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội. Đây là giải đấu thường niên nằm trong khuôn khổ giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Red Cup lần thứ 5 năm 2020 do Báo Gia đình Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tại đồng bằng sông Cửu Long, đây là giải đấu thể thao phong trào nhưng được tổ chức thực hiện khá chuyên nghiệp. Đó là sự chỉnh chu từ các khâu về sân bãi, trọng tài, thể lệ thi đấu, y tế, hậu cần đến nơi ăn nghỉ cho các đoàn về tham dự. Một giải thi đấu có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở, văn hóa thể thao, du lịch và thông tin truyền thông cùng với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật thể thao cấp quốc gia sẽ tạo nên thành công chung về chất lượng chuyên môn và để lại nhiều dấu ấn đẹp cho khán giả và các đội về tham gia thi đấu.